Bình thường là giờ này ông mặt trăng sáng trưng rồi đó. Chẳng lẽ mặt trăng có chuyện gì sao ta? Không lẽ ông mặt trăng bị bắt cóc? Không xong rồi, phải đi tìm ông mặt trăng thôi. Đi thôi. Phải nhanh thôi, trời sáng là khó tìm được ông mặt trăng lắm đó nha. Tối rồi sao ba đứa còn vào rừng? Dạ, tụi con nghĩ là ông mặt trăng đã bị bắt cóc rồi. Mặt trăng thì làm sao bị bắt cóc được? Thôi đi về đi, đi vào rừng giờ này nguy hiểm lắm à. Không được, lỡ như ông mặt trăng này gặp nguy hiểm thì sao? Vậy thì nguy to rồi, nhất định phải đi tìm tiếp mới được. Bạn Hoa ơi, bạn có thấy ông mặt trăng đâu không? Sao tối hôm qua thì mình không thấy nữa? Tụi mình nghi ngờ là ông mặt trăng bị bắt cóc đó. Hả? Bị bắt cóc? Đúng vậy, ông mặt trăng biến mất một cách kỳ lạ, không tìm nó được. Các bạn muốn tìm ông mặt trăng thì lên trời tìm, chứ vào rừng tìm thì sao mà ra? Vậy mà mình không nghĩ ra, ngu thiệt. Cảm ơn bạn Hoa nha. Không có gì, mấy bạn đi đi. Bạn sao ơi, thấy ông mặt trăng đâu không? Ông mặt trăng đang ngồi chơi bên đám mây bên kia kìa. Trời, hóa ra ông mặt trăng đang trốn ở đây nè. Cảm ơn bạn nha. Ông mặt trăng ơi. Mấy đứa đi đâu giờ này? Tụi con đi kiếm ông á. Kiếm ta có chuyện gì? Tụi con nhìn lên không thấy ông ở đâu hết, sợ ông bị bắt cóc. Sao ông lại cười? Hôm nay cái con không thấy ta là đúng rồi. Thực ra ta không có ánh sáng. Ánh sáng mà các con nhìn thấy là ta nhờ ông mặt trời giúp đó. Ta có ba vị trí trong một năm. Một là khi trái đất của các con nằm giữa ta và ông mặt trời thì các con sẽ thấy ta hình tròn. Là những ngày mà mẹ hay bảo là rằm đúng không ông? Đúng rồi. Hai là khi ông mặt trời đối diện với trái đất của các con và ta thì ở bên cạnh các con thì lúc đó sẽ thấy ta hình lưỡi liềm. Còn hôm nay khi ta đứng giữa ông mặt trời và trái đất của các con thì các con sẽ không thể nhìn thấy ta được. Con hiểu rồi. Vì lúc đó ông mặt trời chỉ chiếu ánh sáng vào lưng ông mặt trăng thôi đúng không ạ? Đúng vậy. Nên cái mặt ta không được chiếu sáng, thành ra nó đen thui nên các con không thấy ta đó. Vậy mà tụi con nghĩ ông bị bắt cóc chứ. Về ngủ đi các con, trễ rồi đó. Dạ, tụi con về đây. Con cảm ơn ông mặt trăng nha. Wow, xúc xích thiệt là thơm. Có lần á, mình ăn cả một cái túi xúc xích có 10 cái lần á. Có bao giờ bạn bị bệnh do ăn quá nhiều không đó bụng bự? Có chứ, mà chủ yếu là đau bụng ị thôi. May là không phải uống thuốc đó. Mình ghét uống thuốc cực kỳ luôn. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Ghê quá à. Là ai đó? Mau ra đây đi. Ta là ma đây. Ma đây kìa. Hả? Nó biết ác xì nữa hả? Ủa, ma gì mà ác xì hả? Bệnh thì ở nhà đi, còn đi hù dọa người khác nữa chứ. Bị yếu như vậy thì làm gì được tụi ta? Ủa, tại sao ma lại khóc? Ta đường đường là một con ma mà giờ bị bệnh, chả còn ai sợ ta cả. Bị bệnh, không lo uống thuốc còn khóc lóc gì nữa. Thực ra mình không chịu uống thuốc, mình ghét thuốc lắm. Con ma sợ uống thuốc. Thôi, đừng khóc nữa, tụi này sẽ giúp bạn uống thuốc mà. Mỗi lần bạn uống thuốc như thế nào? Thì bỏ cả nấm vào rồi nuốt chứ sao. Mình ói sạch, ngán uống thuốc tới giờ luôn. À, hay là mình nghiền thuốc ra đi. Đắng quá. Không uống đâu. Ước gì thuốc ngọt như kẹo ha. Hay là mang bạn đi chích thuốc. Thôi, đau lắm. Vậy thì làm sao mà hết bệnh được? Giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi, biết tìm ai giúp bây giờ? À, biết ai chưa ngủ nè? Ai vậy? Ông mặt trăng đó. Đúng rồi đó, sao mình không nhớ ra ta? Ông mặt trăng ơi! Ông mặt trăng ơi!
Ai kêu ta đó? Dạ, là tụi con nè, ông Mặt Trăng ơi. Có chuyện gì mà kiếm ta giờ này vậy? Dạ, bạn má bị bệnh, nhưng sợ không uống thuốc. Hả? Bệnh mà không uống thuốc là không khỏi đâu nha con. Con biết, nhưng thuốc đắng lắm. Được rồi, để ta giúp cho. Nhưng mà không được đi hù dọa các bạn nữa, nghe chưa? Dạ. Wow, thật là lợi hại. Con uống ngụm nước này vô trước, sau đó bỏ viên thuốc này vào miệng, rồi nuốt theo giọt nước, sẽ không còn thấy đắng nữa. Ha. Thiệt hả ông? Thử đi. Ồ, không thấy đắng luôn. Viên thuốc thần hay quá à. Thật ra, nó vẫn là viên thuốc của con đó thôi. Vốn dĩ ma bị sợ, do lần đầu tiên uống thuốc sai cách đó. Thuốc có đắng thiệt, nhưng nuốt thật nhanh với nước sẽ không thấy đắng đâu con. Các con nên nhớ, thuốc có đắng thì mới trị được bệnh. Nên cố gắng để khỏe mạnh nghe chưa? Dạ, tôi có cảm ơn ông Mặt Trăng. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích, rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Ồ, thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè. Không biết làm thế nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi. Cái này làm ra đẹp hơn. Thì Dũng. Được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. À, có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết, mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm, nhưng bạn làm đau quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được, mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn, đau lắm, mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi, không xong rồi. Như vậy, mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chào anh đá đâu, qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn thôi mà. Ban đầu, tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay tôi nhặt về thôi. Tay tôi có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh bé trông thật đến hay. Cả nhà vui, ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Bác bầu vàng ơi! Bác bầu vàng! Cái gì đi ta? Có phải bánh ăn được không? Mình nên làm gì bây giờ? À! Mình mang ra công viên hỏi các bạn luôn. Đúng, giờ đây chơi đá cầu với tụi mình nè. Mình nhặt được cái hộp nhỏ này rơi trên đường á.
Vậy bạn có biết ai làm rớt chiếc hộp không? Cô giáo dạy nhặt được cuốn rơi thì phải trả lại cho người đó. Ừ, của bác bò vàng. Nhưng bác chạy nhanh quá, mình gọi không kịp. Không biết cái gì bên trong, chúng ta mở ra xem đi. Chắc sẽ là bánh đó. Mà bác ấy mất có mỗi cái hộp nhỏ vậy, chắc không sao đâu ha. Bụng bự nói phải quá ha. Từ từ mở ra xem đi. Ôi, pháo à. Phen này thì không biết nói sao với bác bò vàng đây. Mình thấy người ta đốt pháo hoa lên đẹp ơi là đẹp luôn. Mình chơi thử trò này đi. Phải đó, ta to sợ gì, mình dùng hết, sao bác bò vàng biết được. Ơ kìa, bà vàng, sao em lại khóc? Hộp pháo hoa của ta mua không biết đâu mất tiêu. Ba nói mình lấy nên đánh mình. Bò vàng thành bò đỏ luôn mày kìa. Ê, vậy đó là hộp pháo hoa đốm đã nhặt được đúng không? Ờ, chắc là hộp đó đó. Sao? Các anh nhặt được hộp pháo hoa của ba em hả? Các anh nhặt được đồ của người ta làm rớt, sao không trả lại? Ba em nói như vậy là xấu lắm. Tụi anh biết lỗi rồi. Tụi anh chỉ định chơi một tí thôi mà. Các anh chơi một tí mà cái mông em đỏ như vậy nè. Chứ, vậy khi nào mình đem trả lại, bác ấy sẽ đánh cái mông của tụi mình đỏ còn hơn màu vàng nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác không trách con đâu. Con biết trả lại đồ cho người đánh rơi là điều tốt. Chỉ có điều sau này nhặt được của rơi thì nhanh chóng trả lại, đừng lấy đồ của người khác, vì có khi những đồ vật đó rất quan trọng đối với họ. Dạ, con biết lỗi rồi. Mai mốt nếu nhặt được của rơi, con sẽ trả lại ngay vậy. Đớm giỏi lắm. Ồ, đau bụng quá. Mẹ đâu rồi con? Ồ, giờ trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đớm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đúng hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đúng đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nào, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn á. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. Á, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe hay là căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha.
Hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Không hiểu sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta. Đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Dậy. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân. Mùa xuân ơi. Mấy bạn, coi nè. Ủa? Hả? Gì vậy? Chắc chắn mùa xuân ngủ quên rồi. Phải đến thức mùa xuân dậy thôi. Mùa xuân ơi! Mùa xuân! Mùa xuân ơi! Hả? Hả? Cảm ơn đã đánh thức ta dậy. Trễ rồi, ta phải đi đây. Nếu không có mùa xuân thì vạn vật không có sức sống, phải không các bạn? Đi 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 đi. Quá. Mùa xuân thật đẹp. Hai tên kia, thấy đầu hàng đi. Thằng ranh con, ngươi đừng hòng đuổi kịp đó. Tôi chạy không nổi nữa, đại tỷ. Trên mặt vô dụng này. Khỏe rồi, khỏi phải chạy nữa. Đáng đời hai tên trộm kia. Thì ra là mơ. Thật tiệt nếu như là... Ta là chàng cao bồi, thích tiêu diệt kẻ xấu. Ui da, ai đi đứng không nhìn đường vậy? Sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Ở đâu có kẻ, ở đó có đốm cao bồi. Wow, chàng ai quá, công chúa thay ta có thể theo chàng không? Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài về vấn đề ẩm thực ạ.
Vì chính nghĩa, vì gian tà. Vì chính nghĩa, vì gian tà. Các ngươi đừng sợ, đã có ta. Con thú kia, mau khuất phục, kẹo tay cho ngươi nó đâu. Tao không muốn thành sườn xào chua ngọt cho con thú này xơi đâu. Ta sẽ trọng thưởng nếu chàng thuần phục được nó. Tất cả lui về phía sau. Hay da. Hả? Nó của ba mình. Trả lại nó cho ba ta. Ba đã chiến thắng. Nó chết rồi hả? Không sao đâu, nhưng chúng ta thả nó ra nha. Không thể thả, phải trừng phạt nó. Chúng ta chọc nó trước mà. Với lại nó chỉ là một con chim yếu ớt. Ui da, nó đã cắn giấc ngủ của ba mòn. Ba bạn sẽ tha lỗi cho tụi mình nếu như tụi mình nói thật. Thế nào, bạn có chịu không? Hay muốn bạo lực tiếp hả? Về nhà đi Miêu Miêu. Ê Bụng Bự, bà bị sao mà nhìn ủ rũ vậy? Mình mà thôi, không có gì đâu. Làm gì mà không có gì? Bạn bè mày giấu nhau như vậy là không có được đâu. Chả là mình làm việc có lỗi với tay to, bạn đó hù dọa sẽ mát mẹ mình. Rồi bạn có năn nỉ bạn đó không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tay to nói á, mặt trời mọc hướng tây thì tay to mới bỏ qua. Tưởng gì, yên tâm, mình sẽ giúp bạn. Thiệt hả? Bằng cách nào? Thì đi tìm ông mặt trời, nhờ ông mọc hướng tây một bữa. Ha, sao mình không nghĩ ra ta? Thôi, đi nào. Ừ. Ông mặt trời ơi! Con gọi ta đó hả? Dạ ông ơi, ông giúp con chuyện này được không? Có chuyện gì? Dạ, tại con lỡ làm sai, bạn tay to bắt gặp được. Con đã xin lỗi bạn đó rồi, mà bạn đó đâu có chịu đâu. Bạn đó nói á, khi nào sáng sớm, ông mọc từ hướng tây, bạn đó mới bỏ qua cho con. Nên là ngày mai không có thể mọc lên từ hướng tây được ông mong. Chuyện đó không được đâu. Sao vậy ông? Chỉ có một ngày thôi mà. Chuyện ta mọc từ hướng nào đâu phải do ta quyết định. Nên làm sao mà ta giúp con được? Vậy ai có khả năng quyết định được vậy ông? Thì là anh trái đất đó. Ta chỉ đứng im thôi. Ảnh tự quay quanh ta mà. Còn muốn thì nhờ ảnh giúp đi. Ồ, thì đó là vậy. Vậy thì phải đi tìm ông trái đất, nhờ ông trái đất quay ngược lại mới được. Con cảm ơn ông mặt trời. Ông trái đất ơi. Ai gọi ta? Ai gọi ta? Là tụi con nè ông ơi. Mày tận lên đây tìm ta luôn. Dạ, con tìm ông nhờ giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Dạ, chuyện là con có làm việc sai mà bị bạn bắt gặp được. Bạn đó nói á, là khi nào mặt trời mọc từ hướng tây thì bạn đó mới không mét mọi người. Con có đi hỏi ông mặt trời rồi nhưng mà không có được. Ông mặt trời nói á, là ông trái đất mới có thể giúp con. Hả? Chuyện đó không được đâu. Sao không ai chịu giúp con hết vậy? Chuyện nào thì ta không biết, chứ chuyện này thì nguy hiểm lắm đó con biết không? Tại sao là nguy hiểm hả ông? Mỗi năm ta đều quay quanh ông mặt trời một vòng. Ngoài ra mỗi ngày ta còn tự quay quanh mình theo chiều từ Tây sang Đông nữa. Nếu bây giờ mà ta đổi chiều quay lại, mọi thứ đảo ngược thì bao nhiêu là hiểm họa sẽ ập tới. Đó là quy luật của tự nhiên đó con. Nghiêm trọng như vậy hả ông? Thì đúng rồi, để ta cho con coi nghe. Trời ơi, không ngờ là kinh khủng như vậy. Con hiểu rồi, vì mục đích của bản thân mà con lại đòi hỏi một chuyện ảnh hưởng tới mọi người như vậy. Con hiểu là tốt rồi. Giờ trễ rồi, về đi nha. Dạ, con biết rồi. Con sẽ về nói cho bạn con biết và nhận lỗi với mọi người. Con cảm ơn ông trái đất nhiều nha.
Dừng lại, thiệt là hết nói mà. Người giúp việc sẽ tới ngay thôi. Hy vọng là các con sẽ ngoan hơn. Mẹ đi thăm bà đó. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah. Em nhún nhảy và em lắc lư vì chúng em mê nhạc nhiều. Mình nó bận quá, sao người giúp việc chưa tới nữa? Hay là chúng ta... Cái này ăn có chết không vậy đớm? Chắc không sao đâu. Cái mặn cái gì? Mình xin lỗi, mình bỏ lộn muối rồi. Trời, dơ quá, dơ quá. Bà ta đây hả? Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Không cần, cô về đi. Tín hiệu chống đối, không đi. Thả ra, thả bỏ tôi ra. Ở yên đó, trẻ con dâng lời, trẻ con dâng lời. Có khi nào bà nói với chúng ta không? Mẹ ơi. Im đi. Tay to, lấy hũ màu cho mình, mau. Giờ mình tính như vậy nha. Có trộm, có trộm, có mèo ơi. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Hãy xem đây. Yeah, yeah. Báo động đỏ, người máy bị vô hiệu. Yeah, thắng rồi. Các con lại dậy nữa rồi. Dạ, tụi con xin lỗi. Lần này chắc tay to sẽ giận mình lắm đây. Con gấu này bạn nó quý nhất mà, mình lại làm lỡ tay hư nó. Mình thật là hậu đậu mà. Tôi tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình ơi, cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhà mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, sao tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Hả? Là mình nè. Ồ, mày mũi, bạn làm gì mà tao to hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt, mình không hút máu, mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bực tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Ồ, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ồ, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi. Vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn đứa rồi.
điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con? Mẹ vui quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Mày nói bằng mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui buồn giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. Vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. Mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn Tê đợi bạn hoài, đến khi mặt trời lặn. Ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi, ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết dâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con, cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi Đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác, con à. Dạ, con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho Đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Quà ơi quà, vào lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh, tiền về nhanh nào. La 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mày nhọc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bắt nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen,
có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ồ. Ây da. Sao khó chịu dữ vậy nè? Xin chào tay to. Chào buổi sáng. Tối hôm qua mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, mày có phải là bác nông dân không vậy? Chạy đi các bạn ơi, hình như bác nông dân bị biến thành sắc sống. Đây là quái vật gì rồi? Sợ quá à, không biết làm sao mà lại ra đến nông nỗi này nữa. Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm thì người bác rồi đó. Muốn chạy ra nhà mình đi. Bác chặn nó lại. Cẩn thận, cuốn tách xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi, sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Mắc nhớ đó nha. Không thôi, là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Mấy bạn đoán xem người đó đang làm cái gì mà lây hoay nãy giờ vậy? Chắc là ăn húng tiêu nên đau bụng đó. Tìm chỗ giải quyết đi. Bạn làm như ai cũng như bạn á, tối ngày ăn với uống vậy thôi. Lại hỏi thử cho biết, biết đâu mình giúp được gì cho người ta thì sao. Chú ơi, tụi con giúp gì được cho chú không? Oh, sorry, I can't speak your language. Oh, thì ra là người nước ngoài, nhưng tụi mình đâu có ai biết nói tiếng Anh đâu. Mấy bạn để mình. Mình hay nghe ba mình nói tiếng Anh lắm á. We want to help you. Oh, thank you very much. I want to go to the museum, but I don't know the way to go. Can you show me the way? Thôi, bỏ tay, không biết nói gì hết đó. Vậy mà làm thế ghê. Ông nói ông bị đau bụng chứ gì. I don't understand what you're saying. Du toilet. No toilet, museum, museum. Cái gì mà miêu miêu, không hiểu gì trơn á. Bây giờ sao mấy bạn? Giờ phải làm sao chỉ đường cho người nước ngoài đây? Museum, museum. Vậy phải không? Hay là vậy? Hay là vậy vậy? Trời ơi, tìm cách giúp ổng đi. Múa nãy giờ mà ổng không hiểu gì hết trơn á. À, mình nhớ rồi. Ai có điện thoại di động không? Alo, ba. Ba nghe thử con ông Tây này nói gì nha ba. I just want to go to the museum, but your kids take me to the public toilet. Trời ơi, ông nói ông muốn tới bảo tàng, mấy đứa dắt ông vô toilet công cộng chi vậy? Trời ơi, làm nãy giờ muốn chết à. Oh, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Mà mai mốt gặp người nước ngoài nữa
mình nhờ người lớn biết tiếng Anh hay gọi cho tổng đài trung tâm hỗ trợ cho lẹ. Múa may lung tung không giúp ích được gì hết á. Đừng quên học thêm ngoại ngữ nữa nha. Sao giờ tay to chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No. Bây giờ hãy gọi tớ là quý cô tai to, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, làm người lớn rất là sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah, làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụng bự, cô tai to đây, mới đến chơi nhà. Chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụng bự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà, mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... mình với đốm sẽ đi nấu đồ ăn mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được. Quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi. Bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À... cô hiểu rồi. Hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên. Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học, học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá, không vô chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Thôi, chúng ta không làm người lớn nữa. Nóng chỉ cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị nhũ ra hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá. Chui lên đi. Tủ này là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa?
con chứ coi. Tại đốm với bọn, đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai? Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la? Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa? Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chích nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Chúng mày có chịu lên không hả? Hay á. Ôi da. Trời ơi đau quá. Em là ai? Sao đến đây? Em là bột công anh. Em đi tìm ngôi nhà mới ạ. Anh là đớn, chúng ta làm bạn nha. Và đây sẽ là nhà mới của em, hiểu không? Wow, vậy là em có nhà mới rồi. Vậy em hãy ở cùng anh chị Hoa nhà mình nha. Thích rồi nha. Mau vào nhà thôi đớn. Dạ. Em ngoan nha. Bye bye anh đớn. Đúng rồi. Chào mấy bạn. Chào mình với. Bye bye. Không biết em một con anh có bị sao không nữa. Anh đớp ơi, cứu em, cứu em. Bộ công anh tới cứu em đây. Bộ công anh tới cứu em đây. Thả ra, dụng như leo ba quái. Thả ra, ta không sợ các ngươi đâu. Bộ công anh em đây đâu mất rồi. Anh xin lỗi. Trời đang mưa sao con lại ra ngoài vậy hả đớm? Mẹ ơi, em bộ công anh em ấy. Em đây, ba và mẹ đã đưa em vào nhà đó anh đớm. Bây giờ thì thôi khóc nhè nhé cậu nhóc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Wow, sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ, mấy đứa chơi nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Dạ. Thành được người tuyết rồi, bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa.
Yeah. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi, chứ muốn mình làm được cái ao xuống liền à. Được không đó, gần tới giờ ba Đốm rước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ, coi mình nè. Xong phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết, bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong 2 cái tay người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Ai đó? Ông người tuyết ơi, sao ông tới kiếm con về này vậy? Con có làm gì ông đâu. Người đắp người tuyết mà cẩu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười, cô có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. Xong rồi. La 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 la. Ê, bụng bự, có gì kìa? Đâu, đâu? Ê, như là tiền á. Bạn làm gì vậy? Là tiền rớt đó, phải nhanh tay, không thì người khác lấy mất á. Ê, bụng bự, bà bị gì mà ngồi dưới đất vậy? Mình bị đau bụng quá à. Đau quá. Bà có sao không? Hay là để tôi dìu bà đi bác sĩ nha. Thôi, không có cần đâu. Bạn cứ đi trước đi, có Đốm ở đây lo cho mình được rồi. Mà để bụng bự ngồi xíu là hết đau à. Mình lại dìu bụng bự đi cho. Bạn đi đi. Ồ, vậy Đốm ở lại coi chừng bụng bự nha. Bạn đi trước. Không ngờ cũng diễn sâu quá ha. Chứ sao, nhặt được của rơi mà, tạm thời bỏ túi thôi. Không thôi á, khác lấy mất cũng vậy à. Nhưng mà không biết tiền này của ai làm rơi nữa, kiếm người làm rớt trả lại đi. Trời ơi, tiền nó rơi dưới đất rồi, ai mà nhặt được á thì là của người đó thôi, chứ biết ai đâu mà trả lại. Bạn còn nói nữa là mình không chia phần cho bạn đâu. Mình đã nghĩ rồi mà. Thì gặp mấy bạn nhặt được tiền, mình sẽ mép mẹ bạn lượm được tiền mà không trả lại. Trời ơi, thấy chưa Đơn, lằng nhằng quá, bây giờ tờ tiền phải chia ba rồi nè. Mình thích ý tưởng chia ba của bạn, nhưng mà tờ 100 đồng này mà chia ba không được. Vậy thôi, mình lấy 40, còn hai bạn, mỗi người 30 nha. Còn khuya nha, mình 50, mỗi bạn 25. Thôi, được rồi, mỗi người 33 đồng, còn 1 đồng cho mình thì công tính toán. Dạ. Không được, lại mình. Rồi, xong rồi đó, rách luôn rồi, khỏi xài luôn, tại mấy bạn không đó. Thôi, tôi đi về, bye bye. Thưa mẹ, con mới về nhà. Ủa, mẹ tìm gì vậy mẹ? Hồi sáng, mẹ có đem theo tờ 100 đồng đi chợ, mà không hiểu sao, rớt đâu mất tiêu à. Nhớ là lúc đi ngang qua công viên, mẹ con cầm mà. Mẹ ơi, hồi sáng á, con có nhặt được tờ 100 đồng. Do tụi con dành nhau, nên tờ tiền bị xé ra làm ba rồi mẹ. Không sao đâu con, tháng này ăn rau trừ thịt thôi, chứ không có gì đâu.
Biết vậy á, mình nó không tham nhặt tiền rồi. Từ nay nhặt được cú rơi á thì trả cho người đánh mất cho rồi đi. Ghê quá à, bụng bự. Ghê thiệt. Nhưng mà ráng đi, chắc là gần tới rồi. Ai có gì cắn mình nha. Trời ơi, một cái lá thôi mà làm thấy ghê à. Tại khu rừng âm u quá chứ bộ. Mà bạn có chắc là ông cứu bói ra được đề ngày mai không vậy? Chắc như bắp. Hai đứa mình chưa học bài thì phải đi bói đề ngày mai thôi, chứ giờ này học bài cũng đâu có kịp. Ê, bạn học bài ngày mai kiểm tra chưa? Trời ơi, sao bạn chơi điện tử mà nhớ tới bài hoài vậy? Gần tới chưa vậy? Sắp rồi. Ông chú ở trong cái hốc cây to đằng kia kìa. Đâu có thấy ai đâu. Ông cứu ơi, ông cứu ơi là ông cứu. Hai tên kia tới đây tìm ta bói bài kiểm tra ngày mai chứ gì. Trời ơi, sao ông này hay quá vậy? Ông biết mình chưa học bài, tới bói bài kiểm tra ngày mai luôn á. Bài kiểm tra ngày mai ta bói được, nhưng các ngươi có lễ vật gì cho ta không? Được lắm, bây giờ chờ một chút. Ôi, trời ơi, ông tự bẻ cổ mình luôn kìa. Nói nhỏ thôi, ổng đang làm phép á. Đề kiểm tra ngày mai là bài số 6. Cảm ơn cô. Ông hay quá chừng luôn. Bây giờ hai người có thể đi ngay. Tối nay chỉ cần học bài số 6 thôi là ngày mai 10 điểm. Yeah. Chỉ cần học một bài 6 thôi, mấy bạn kia học tới 10 bài lận. Hai bạn học bài chứ đó, sao hí hửng vậy? Trời ơi, lo gì, tối qua tụi mình coi bói biết hết đề hôm nay luôn rồi. Cả lớp mở giấy lên làm bài kiểm tra. Trời, không hết bài 6. Kỳ này là ăn nguyên cái trứng luôn rồi. Chỉ tại ông học bài, chỉ tại ông tin lời ông thầy bói á. Đúng là không nên tin vào bói toán mà. Tin chi chứ bây giờ không điểm. Ta lần sau tụi cố gắng học bài còn hơn á. Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Có ngay. Đó, ăn đi. Con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con có đói? Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn. Con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức.
chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mình mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc gì vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đốm à, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là Đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bạn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. À, con hiểu rồi. Vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến vậy mẹ? Sao hôm nay Đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dậy muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học đó ba. Ồ, Đốm của bà giỏi quá, biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba. Vậy tí nữa mới nhờ ba mẹ đi. Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi thôi, Đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Hay giá đau quá, mình không chơi nữa đâu. Hả, đang vui mà, chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà bụng bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương, ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mập nên mới lười biếng không? Mình không có lười, tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nên sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói bụng bự như vậy? Bạn ấy dọn rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà. Sao phải dọn? Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ, răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy chắc phải tốn nhiều cây nấm răng lắm hả? Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên. Mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta? Ai cũng ghét mình hỏi đó. Đốm về rồi hả con? Ủa, sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận như nghỉ chơi con rồi. Con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi. Con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ. Vì Đốm lúc nào cũng muốn mọi người vui. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi.
Còn lâu, mình không rền, làm gì được mình. Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ, mình và đếm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí, không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích đi chiều, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đóng giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, giờ mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Mẹ, mẹ, mẹ thấy còn gòn đúng không? Ủa, không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi, con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được gòn gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. Đó, cứu mẹ. Mẹ, chúng ta đã ở ngoài không gian không trọng lực. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Đó, con chó, nguy hiểm. Đó. Không sao đâu mẹ, mẹ chỉ cần giữ thăng bằng là được. Nhưng làm sao làm được? Mẹ giơ tay ra, cánh chim đang bay như vậy nè. Mẹ ơi, có cả hàng ngàn cánh chim đang bay ở dưới kìa mẹ. Chúng đi đâu mà đông quá trời, hay có gì nguy hiểm gì ta? À không, đó là loài chim đi di trú đó. Đây là tập quán của nhiều loài chim, chúng sẽ đi tránh đông. Khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Hồ, hay quá. Không biết còn gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, gòn gòn không có tập quán này. À, mà con biết gòn gòn có thói quen gì nữa không? À,
Bà ấy từng làm ngược đó mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mẹ ấy ôm con thì nói ghét quá thôi. À, mẹ ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mẹ ấy đi canh gác là mẹ ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết Khùng Khùng ở đâu rồi, mẹ theo con đi. Con Khùng, lại ngủ nữa hả? Khùng Khùng, sẵn sàng để lịch trực chứ. Thì ra tại con nha đốm, Gòn Gòn có tập quán làm ngược lại đó. Ghét quá, ghét quá. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á, là của ông Hành hả? Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền, mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Bây giờ mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới bắt bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ơ, bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng, làm gì ở trong này, nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy, đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi, vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Chị về nha. Tạm biệt chị, bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh, vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu, bằng chiêu. Ôi, bê bê không chơi robot nữa đâu. Mình chơi lên bye bye nha anh đốm. Bê bê cho anh chỉ sao? Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi, cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà.
Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Trời ơi, bà không về chúng nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết, trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. Bê bê. Anh đốm nãy xe cho em nữa đi. Bà bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đốm nãy đi, anh đốm nãy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê bê, ai cho em lấy màu nước đi chơi hả? Đưa đây cho anh. Đang chơi vui mà, em không trả đâu. Đưa đây. Hư nè. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ, vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ, vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy, vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em làm của anh đốm nha. Anh đốm, bê bê xin lỗi. Lần sau bê bê sẽ không như vậy nữa. Bê bê sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Chơi một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đó, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. Con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và bụng bự đang chơi trò nấu ăn bên trong, bạn vào chơi luôn cho vui. Có bụng bự ở đây nữa hả? Vui quá. Caritala. Có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đốm làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đốm ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi, không thôi mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng. Mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao bụng bự quay lại đâu kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ.
Vậy chúng ta mau làm thôi nào. Yeah, mình sẽ có thế giới riêng của mình rồi. Mình sẽ đợi bạn đấy, không gặp không về, nhớ nha. Ai vậy ta? Ai vậy? Gấu nhỏ. Gấu nhỏ hả? Gấu nhỏ, sao mình không nhớ ra ta? Ghê thiệt, bụng bự có người hâm mộ nha. Không biết hâm mộ hay hâm dọa nữa. Bụng bự có muốn gặp lại gấu nhỏ không? Mình chỉ ai nấy á, là không biết bạn gấu nhỏ có đến điểm hẹn không nữa. Với lại mình đã hẹn gì với bạn ấy ta? Mình muốn biết thì kiểm tra thôi. Tụi mình sẽ quay lại ký ức nào. Chắc bụng bự đã quên cách hẹn với mình rồi. Dù gì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bụng bự, tiếc là mình không còn cơ hội đi đưa món quà này cho bạn. Vậy là mình không đến điểm hẹn hả? Lúc đó mình làm gì vậy ta? Bạn có nhớ gì không bụng bự? Để mình chạy ra hỏi bạn đó. Bạn bước ra sẽ làm thay đổi quá khứ đó. Chúng ta là người hiện tại mà. Nhưng mà mình thấy ức chế quá à. Mình quay lại đây á là để hiểu rõ mọi việc mà. Đây là kính lúp vượt khoảng cách. Chỉ cần bạn tập trung nhìn vào và nghĩ đến điều bạn muốn thấy thì nó sẽ hiện lên. Đâu, để mình coi coi. Mình sốt ruột quá à. Bụng bự, đi ngủ đi con, trễ rồi đó. Dạ, con coi xong tập phim này á là con sẽ ngủ à. Phim hay quá à. Trời ơi, con nhỏ đợi như vậy mà hắn ở nhà ngồi coi phim hoạt hình kìa. Tức quá à, mình vô tâm quá à. Những ngôi sao này, điều gì bạn mà làm? Sao bạn lại không đến? Con nhỏ, mình nợ bạn một lời xin lỗi. Tội bạn ấy quá à. Bạn đứng đây xin lỗi người ta cũng đâu có biết đâu. Có cách gì hay không đó. Chuyện hiện tại, phải quay lại hiện tại mới giải quyết được. Là bụng bự đúng không? Các bạn vào nhà đi. À, các bạn muốn biết chuyện trong ký ức à? Hồi đó mình bị gãy chân nên không có đi đâu được, rất là buồn chán. Nhà chỉ có mỗi mình lại không có bạn bè nên mình rất là cô đơn. Nè, gấu nhỏ, mỗi ngày trôi qua bạn có điều gì vui á thì gấp một ngôi sao đi ước nha. Nhờ bụng bự mà mình đã vượt qua được những ngày khó khăn đó. Mình thiệt là vô tâm, đã không đến điểm hẹn. Xin lỗi bạn nha cô nhỏ. Mình cũng quên rồi. Nhờ vậy mà bây giờ mình lại có thêm hai người bạn nữa nè. Nè, đốm bụng bự, hai bạn có qua lời hứa nào với mình không đó? Có mà được à. Chiếc bình đẹp quá vậy bác. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè, chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem về vừa thôi. Coi cần tham quá là mất phải là nguyền mà tiêu luôn á. Nghe. Thôi đem vừa thôi. Xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói rồi mà. Đúng là xứ sở lần tiên có khác. Đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á.
Thế to, bao nhiêu đó được rồi, về thôi. Để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ. Lấy nhiều một chút mình để dành. Dạ nhiều thôi. Sao vậy nè? Đừng có việc gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn á. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá. Mình đau quá. Đã nói mà không nghe. Ai bảo mày tham lam quá làm chi? Mình chỉ muốn... Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con ăn thử. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất, đi chú. Trước đi. Con đi. Đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đó? Ta đã là siêu nhân. Ngươi không cần cản ta đâu. Anh ơi, thằng đốm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đốm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc. Toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đốm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Bụng bự và tai to phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được đấy chứ. Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tai to đứng này cảnh giác nha. Khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn.
ngon quá là ngon luôn. Ơi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này dám vào đây ăn cắp ổi hả? Ngon. Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo ta to cảm giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. Một, hai, ba. Nè, ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay là con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha. Phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái. Lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà như vậy. Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. À, thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lá nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét. Ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Ba ơi, sao con sâu này ngộ vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu. Tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống trên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à. Ta mà ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết làm sao. Chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ba? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm mà? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba. Nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt đi ăn thịt.
hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê Đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Ừ. Chụp nha. 2, 3. Đâu đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị gã sao bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Ừ. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại, ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho, hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và bụng bự đi có sự theo dõi từ xa của bác, nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Ừ. Ông mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa? Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ông giận hay sao á? Ui da. Dạ. À, còn dám chọc vua ta nữa hả? Dạ. À. Ây, rơi mất rồi. Đáng đời. Yeah. Liên hoàn tác. Yeah. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Dạ. Hả? Dạ. Tức quá mà. Giỏi thì chạy đi mũi. Xem mới chạy đường nào. Hứ.
Vì đau rồi mũi. Đừng hòng chị thoát tay nha. Để coi mi trốn đường nào á mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời. Ý trời, đốm, đốm. Con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn, mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi mũi hơn là xịt một đống chất hóa học đó đốm à. Loài mũi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì mũi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bả mía. Mũi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn. Ngon quá. Ngon là ngon. Đớm à, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Yến tiệc của ta đã tới rồi, tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon. Thật là đã, đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè đốm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với bà? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao bà? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi bà đi lấy dụng cụ đã. Nhổ mẹ. Con sợ đau lắm mẹ ơi. Cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đánh răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa, sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng. Đánh răng khi ngủ dậy, đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Anh họ của mình á mới hứa mua cho mình một con robot mới. Nói vậy nè, thấy nó hay chưa? Wow, nhìn ngầu ghê. Đẹp quá vậy, nhớ cho nhà chung ở nhà. Được thôi, nhưng mà bạn phải chơi cẩn thận nha. Bạn toàn làm mất không à. Gì? Mình có làm mất đâu. Bạn có mỗi con robot đó mà lên giọng với mình hả? Mình không có lên giọng nha, tại nó quý nên mình muốn giữ nó thôi. Không thèm nữa, nhà mình không những có mà đầy luôn á. Thiệt á hả? Vậy cho tụi mình qua chơi thử đi. Chết rồi,
là nói dối. Được thôi, sợ bạn hả? Yeah. Không biết ba có cái gì để cứu mình được không ta? Vòng nói dối, chỉ cần đeo đến đầu, nhấn nút, lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật. Tìm ra rồi, ta có một con robot đúng như con bụng bự muốn. Nó nè, đẹp quá à, mày đi khoe liền thôi. Có con robot mà ai cũng hâm mộ bạn vậy đó. Mình có xe đồ chơi mới đó, bạn có muốn đổi con robot với mình vài bữa không? Được á, xe đẹp ghê luôn, đổi đi. Đốm ơi, xuống mẹ nhờ chút nha. Đốm ơi, nó tiêu rồi, xe xịn của bọ. Sao giờ? Con ơi con, bạn bò qua tìm con nè. Thôi tiêu rồi, sao lại đến giờ này chứ? Đốm đổi lại xe cho mình đi, em mình không chịu, đòi mình đổi lại đó. Mình trả lại bạn robot nè. Xe của bạn bị con quái vật to lớn trên đường, bị mình đi học già cướp mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới? Lớn lắm, đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dòng tượng bao thế giờ. Nói dối không chấp mắt, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu tôi không? Anh cứu tôi. Ba ơi, tôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng quanh trước quanh sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con. Dạ. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Ủa, Đốm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên, con chạy lên tắt liền đấy ạ. Mình nhớ rõ ràng là để trên bàn mà, chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đốm, xong chưa con? Dạ. Tắt kiểu này cho nhanh, lấy lửa kiếm sao vậy? Đốm, con rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đốm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ ơi, con đi đá banh với tay to và bụng bự với mẹ. Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dẫn bài tập để cô kiểm tra. Chết rồi. Sao vậy đó? Mình đã quên bỏ bài tập ở nhà rồi. Mời bạn Đốm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học mới về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Rồi, con quên vô bài tập ở nhà. Dạo này, chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi, đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà ngồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà.
Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không ạ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè, tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không ạ? Đúng rồi đó con. À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Mẹ sẽ khen mình cho coi. Đốm ơi, đi chơi thôi. Mình tới liền. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. Năm, mười, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đúng, đúng rồi, đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là đâu? Vô ít thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét. Chứ mà hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tuyệt hảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha. Đồ mập lù. Không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc bà. Không sao rồi. Thôi, về nhà nhanh mới được. Kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à. Sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Ước gì giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn. Mình sẽ ăn cho đã. À! Trời ơi, cái gì vậy nè? Chào mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? À?
Với cái này, ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi. Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Con mắt nào của bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn thì không ăn, không để nó tự biến mất. Mệt, không biết rồi nha. Ê, đứng lại. Ai da, ai da. Yeah, ta là vua của thế giới. Giờ thì ta có thể làm mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Chết, ta ra xuống rồi. Chụp được rồi, may mà an toàn lắm. Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi. Mong đưa ta về nhà. May mà vẫn có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy á. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Hôm nay đó muốn ăn gì nè? Mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có món sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem nó luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi ba phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Còn ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ui da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hung nữa, sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không khuyên con mà còn bênh con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, cứu con.
con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah. Hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Ngon thật đúng không ạ? Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp và muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ đó, không đi được đâu. Chán quá vợ. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên ha. Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi Đốm ơi. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn thật nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỏi cái đũa thần. Ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củ vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đốm, khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củ vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hãy đứng lên ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay, mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiên nữa đâu. Ông Tiên ơi, cứu con nha. Tiến lên, tiến lên. Tiên sai hủy diệt, báo anh sao luôn đi. Mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hẻm. Bỏ vô quá đi, luôn giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè nè. Nãy giờ ta to diễn xong lấy hộp bắp thôi à. Ủa đang coi siêu nhân mà. Bắt mới chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à? Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Đốm, xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hey yeah! Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hey yeah! Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye Đốm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye Đốm nha.
mình cũng trốn nữa. À, hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Đây là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi, giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành TV nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ, con sẽ... không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi TV hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Đúng rồi đó. Coi TV xong tụi mình làm gì nữa đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu. Bùm. Bùm. Bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè.
có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Ủa, gì mà mẹ kêu ngon? Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của đốm đó. Cảm ơn con nha. Thank you.